Sau đây mình xin trả bài luyện khí ngày 8 tháng 1 2020, bài 1 khẩu hình miệng vuông tròn. Bài 2, bộ lưỡi. Đạo lưỡi. Bài 3, ôm. Bài 5, hít thật nhanh. Bài 6, hô hô ha ha. Hô hô ha ha ha. Hô hô ha ha ha. Hô hô ha ha ha. Bye bye. Wow.